thì từ lột đằng sau cho đến lột đằng lâm. Rồi sau thời lực không ngăn. Lột đằng lâm thời lực không? Ai nói được? Nguyên tắc thời lực lột đằng lâm. Thường thường người ta chờ lột đằng lâm là đáng mới là chính, chẳng phải là. Thế thì cũng chờ lột đằng lâm người ta chờ vào cách nào? Ai nói được rồi? Yeah.
có cái gì nữa thành trước một tên được. Thế là chúng tôi cao phẩm chất nhận. Là bây giờ chúng tôi không thích biết nè, là một là cơ chế bùng hoạt, cân một cơ chế bùng hoạt. Giờ chúng tôi không thích. Giờ cái cân một cơ chế bùng hoạt chúng ta lặp lại. Và chúng ta lấy đây chúng ta cơ chế bùng hoạt và đây là cơ chế bùng hoạt. Và cái lộ là sau nào đây? Nhớ là cân của cơ chế bùng ngoài là cơ xin lỗi, cái cơ chế bùng ngoài nó bám ở một phần hai ngoài của cái chẳng mẹ và nó nằm đè lên cái từng cân, cái từng cân thế này, cái từng cân tiếp tục cái đại vào đây này thì cái cơ chế bùng tăng đó, nó nằm đè lên từng cân, nằm trước từng cân, cái đoàn đầu tiên cái đoàn là ở ngay chỗ bám một phần hai ngoài của cái chẳng mẹ, nó nằm trước từng cân. Nữa, nó treo lên trên từng tầng trước từng tầng, nó treo lên trên từng tầng, và nó tham gia tạo thành phần ngoài của thành trước. Chúng ta đứng đấy mà, nghe thế này, để có một cái hình dạng này dễ hơn chút. Tình trời. Đây chính là cơ chế bùng tăng. Đây nó bám bảo cái này. Đây là nó treo lên trên cái thành tích. Nhưng mà tạo thành đây là điều mềm. Em thấy là lồng này sau đây, cái phần ngoài, cái phần mà bám vào của phần hai ngoài của cái dây thành mềm nó nằm trước cái lồng này sau. Nhưng nếu ạ, do nó tham gia tạo thành một phần rất nhỏ hơn như ở phía ngoài của thằng ngoài, phía ngoài của thằng trước, thằng trước nướng ạ, thằng trước ra ạ. Rồi, như vậy chúng ta sang cái thằng trước nhé. Trước giờ chúng tôi sẽ có một cái hình tổng hợp về 3D cho các em xem cái thằng trước. À, bây giờ chúng ta quay biết cái thằng gì là thằng trên. Thằng trên là cái gì nằm trên thằng bên, đúng không ạ? Nên gồm cái gì? Bờ dưới cơ chéo của căng cơ ngang một và cơ kết hợp. Thực sự ra nó cũng là một á, cơ kết hợp là phần răng của cái nơi vận chân của cơ chéo một căng cơ ngang một gần chín cân với nhau thì gọi là cân, là cân. Cân là cái gì ạ? Còn cái phờ phần thịt và phần cơ của cơ chế bùng tăng của cơ ngang bụng thì nhớ thì gọi là liếm bè, anh nhớ được ạ? Cho nên cái mà nó đèo lên trên cái thằng bên xà lá thành trên, như chúng ta chạy qua cái thằng trên như thế này. Đây chính là cái lồng bên trong. Và như vậy các anh sẽ thấy này, đây là cơ chế bùng răng. Nha, chúng ta lật lại thì nó nằm đây, nó đè lên phía trước của cái này. Nhưng đồng thời nó cũng theo lên trên cái thần kinh. Nó theo lên thần kinh. Do đó, chủ yếu cái này, cái thực hành trên gồm có là bờ dưới cơ chế bùng ngoài, cơ chế bùng răng còn gân cái này. Nằm trên cái thần kinh, chúng ta sẽ chạy lên, sẽ chạy chéo lên. Chứ nếu mà thì gân kết hợp chỗ này với chút nữa chúng ta quay cái thằng sau cũng có một phần của gân kết hợp, là vì chỗ này nó rắc khi mà cái thực tế này chúng ta thả nó dài dài dọc lại thì phần này nó lại nằm sau thực tế, phần này nó treo lên trên thực tế, phần này nó nằm trước thực tế, thế mà do đó cái phần này thì tham gia thành trước rồi, phần này là thành trên này và phần này là tham gia ở thằng sau của của bè. Rồi, chúng ta thấy thành trên của bè như vậy, đó là thành trên là gồm gì? Gồm nó ở dưới của cơ chế bùng tăng cơ thấy còn gọi là liều bè, đúng không? Và một phần nhỏ cơ chế bùng
tạo thành thành tên của con vẹt, nó nằm bên thành tên là thành tên. Cái mà chúng ta thường hay được rồi là vì chúng ta thấy là cái bề dày nó quá có mỏng đúng không? Mà chúng ta không hình dung được cái thành tên đi, do nó bị lột giá vậy này, do nó tạo thành cái bề dày của cái thành tên. Nếu mà chỉ cực hạn như vậy đó, thì không thấy được cái bề dày, vì nó chỉ là bề dày của cơ chế răng cơ răng mủ thôi, nhưng vì nó lột giá vậy nó tạo thành cái thành tên. Như vậy chưa? Rồi, năm thành tên. Bây giờ chúng ta chỉ tập đấu pháo thôi. Tiếp tục nha. Bây giờ chúng ta coi thành sau. Thành sau là cái gì gần sau? Đó là thành sau gồm có gì? Mạng nghe chắc chắn là gần cái đầu. Thành sau có từng cái đầu bình thường này. Rồi chúng ta cùng vật thấy ở đây, chúng ta đây là cái lồng bề sâu. Và chúng ta thấy đây chính là thùng tinh đây này, cái thùng tinh ở đây là chúng ta kéo nó vòng xuống, cái thùng tinh từ nó chạy lên. Thì nhìn nó cái gì làm sao ở đây? Còn đó, cái nhất chỗ này chúng ta thấy cái con kết hợp này, con kết hợp này, chỗ này làm sao thùng tinh đấy? Chỗ này chính là mặt ngang và khúc ngang. Do đó thành sau của thùng tinh chính là mặt ngang và gân kết hợp. Quá rõ là đúng không? Đâu có gì về pháp hình, đâu có gì có hiểu đâu, đúng không? Rồi, căng thành cao. Rồi, dưới. Chung giữa hai thành phần chính đó là dây chằng mềm và dây chằng cứng, tạo thành cái thành
Hoàng từ ổn căn nghĩa là khi tinh hoàng mà ở căn vị có tai thì nó nằm ở cái vùng thắt lưng, nên lưng cho đó cái động mạch tinh hoàng nó xuất phát từ thắt lưng mình về, nè rồi sau đó tinh hoàng sẽ di chuyển điều khiển từ thắt lưng xuống quỳ, khi mà cái phôi nó như này ra, khi mà cái dây chằng gọi là dây chằng dây kéo tinh hoàng nó không dài ra. Đó, nhưng mà nó vẫn nhiều chỗ, nhưng mà cái cô này dài ra nó gọi là di chuyển tự kiến. Thì nó di chuyển như vậy, nó hóa nhiều tự ra. Đây là giai đoạn đầu tiên. Đây là cái tinh hoàn. Và em nhớ này, tinh hoàn nằm ngoài phúc mạc và nằm trong mạc ngang. Cái màu xanh đó là mạc ngang. Còn cái màu vàng chấm chấm đó, đường màu vàng chấm chấm chính là phúc mạc. Và đây là lúc mà tinh hoàn đang còn nằm ở vùng thắt lưng. Và bắt đầu khi nó di chuyển xuống dưới thì gì xảy ra? Này, bắt đầu nó đầy cái lọt cái mạc này. Tiếp tục nha, để nhìn thấy. Này, khi tinh hoàn di chuyển xuống đây, em nhớ là nó sẽ khi đi xuống nó phải đi ra phía trước của sưng bu này, cái là sưng bu này, và chỗ này là nó đầy ý phúc mạc, đầy ý mạc ra và kéo theo phúc mạc. Em thấy đây chính là cái mỏng và là cái bao tinh hoàn sau này đó đấy. À, như vậy là phúc mạc ngang bị đầy, còn phúc mạc bị kéo theo. Hình dung được không ạ? Tiếp tục nha. Và chính đây nó sau này sẽ thành cái lỗ về sau đây. Cái này sẽ là câu này. Tiếp tục nha. Này, khi nó xuống đây. Thấy không ạ? Này, đây là cái mặt ngang. Thấy không ạ? Đây là phúc mặt nó theo. Nếu như mà nó không luôn thì nó tạo thành cái. Ở đây chúng ta có cái phúc vị này. Nha, phúc vị này. Đây là phúc và thì nghe thấy ở đây là chính là dây chằng tinh mạch, và đây chính là bao tinh hoàn. Còn cái mạc ngang này trở thành mạc tinh trọng nha, mạc ngang trở thành mạc tinh trọng, và cái chỗ mà bắt đầu mạc ngang thì đây khi mà tinh hoàn di chuyển xuống quỳ thì chính đây chính là đầu bàn chân ở đây. Còn những nữa không? Đó, mình dây chằng cũng tinh mạch, đáng lẽ là nguyên cái mọc này nó kéo theo, nó xuống như vậy luôn. Thì bây giờ chỗ này nó dính lại và tạo thành dây chằng cũng tinh mạch. Còn nếu không thì nó tạo thành một cái tông xương ở đây và có cái góc gì này. Mình biết được dây chằng cũng tinh mạch chính là cái mọc của phúc mạc thì kéo theo cái ngòi, sau đó nó dính lại.
nó thoái hóa đi, nó dính lại thì tạo thành dây chằng của tĩnh mạch. Đó, nghe các em thấy bây giờ các em hình dung ra được chưa? Nè, chỗ này là nó dính rồi nè, dính rồi thành ra là ở đây nó không còn cái túi thoát vị nữa, và đây chỉ còn lại là dây chằng của tĩnh mạch. Ở đây chúng ta thấy đây dính lại là bình thường. Và cục từ đây đó chúng ta là nguyện luôn được thoát vị bèn hợp sinh là thoát vị bèn gián tiếp và đi qua lộ bệnh thần. Thì hợp sinh nghĩa rằng là cái vọng học nó không trắng lại, cái thiếu nếu mà do đau ruột nó sẽ theo vọng học nó đi qua rồi sau đấy đó nó thoát vị nó thôi. Do đó đây chính là thoát vị bèn hợp sinh hay là thoát vị bèn gián tiếp. Trước giờ chúng ta phải giải thích cả các loại thoát vị bèn trực tiếp là không thể thoát vị. Nhớ chưa được chưa? Anh chưa được cái độ hành sâu chưa? Cái độ hành sâu chính là nơi mà cái mặt ngang thì đầy theo phân hoạt thì chỉ là lộ thành công.
hay chính là dây chẳng bẹp. Và đây là dây chẳng tuyết. Thời gian giờ mua một dây chẳng tuyết thì rất là ngoài. Cái này lấy chân như cái vọng bên dưới. Đây chính là dạng chồng vu và dây chẳng tuyết. Đây là hình tượng. Thấy không ạ? Rồi, đây là cơ ngang và tiếp tục đây là cơ chéo cặp. Giờ nói cơ ngang tiếp. Các thấy cả cơ ngang nó báo ở 1/3 ngoài rồi, báo ở 1/3 ngoài của dây chằng bẹp và nó không đụng gì đến cái lồng ngực sau đấy, nó không tham gia hoạt động hình trước, nó nằm ngoài lồng ngực sau không tham gia hoạt động hình trước. Rồi cánh ngang là bờ dưới của cơ ngang nằm trên thượng thân, cái đó là thành trên, đúng rồi. Gân kết hợp ở đây nằm trên thượng thân, cái đó nó vận ra thành trên. Nhưng chỗ này gân kết hợp nằm sau thượng thân thì nó lại là thượng sau, thấy chưa? Là bây giờ chúng ta tiếp thượng thân trên cơ giáp thượng cặp. Cơ giáp thượng cặp ta thấy là nó nằm ở một, nó bám một thứ hai ngoài khi thượng thân, cho nó nằm đè trên mặt trước của một phần thượng thân. Do đó nó tham gia được đạo hành hình trước. Mời dưới, mời lên, mời dưới của nó cặp kết với là mời dưới của cơ chéo cơ bụng đạo hành liền về đây đạo hành cùng với gân kết hợp. Và đây phần gân kết hợp này nằm sau đạo hành cặp nhớ. Rồi tiếp tục. Rồi đây là cơ chéo bụng ngoài. Nhớ mà, nó nằm đè lên trên trước, phía trước của thượng thân. Do đó là thằng trước, khi thằng trước bùng quá, cái thân với cái bụng này, hơi kéo bụng. Dạ, thằng trên bụng quá thân, hơi kéo bụng dưới thân với bụng thân ngang bụng. Và lên cái thằng, thằng sau bụng đó là ngang. Và lên cái thằng, thằng dưới bụng đó với thằng đèn, thì lại sẽ vui quá, lúc đi thằng kia. Thì đèn trước, có hai người ta đã không được đèn.